nha chương thứ 77 thẩm truy lúc này nếu có người hiểu rõ tình hình đứng xem nhất định sẽ cảm thấy hai người rất kỳ quái người là chủ quân thì không muốn lên tiếng lung lạc kẻ là thua hạ cũng không chịu mềm mỏng khuyên nhủ thỉnh thoảng lại còn chỉ trích nhau vài câu lời nói vô cùng gay gắt nhưng nếu nói giữa bọn họ có địch ý thì cũng không phải hai người đều rất thẳng thắn có lời gì đều nói ra hết, hai bên không hề giấu giếm những nghi ngờ của mình. Điều làm người ta vui mừng là cả hai người đều cảm thấy mối quan hệ như hiện nay không tồi và cũng không hề phản cảm. Xin hỏi điện hạ, đình sinh gần đây thế nào? Mai Trường Tô chắc tay sau lưng lạnh nhạt hỏi. Rất tốt, cả văn lân võ đều có tiến bộ, tầm tính lúc càng lúc càng ổn, người trong phủ đều rất thích nó ánh mắt tĩnh vương chớp động, rốt cuộc vẫn không nhịn được hỏi, ta vẫn muốn hỏi ngươi, người quan tâm đến đình sinh như vậy, có phải vì trước kia người cũng quen biết đại hoàng huynh của ta? Ta quan tâm đình sinh đương nhiên bởi vì cần lấy lòng điện hạ. Tĩnh vương bị giọng nói không mặn không nhạt của mai trường tô làm cho nổi nóng, ngữ khí trở nên nặng nề. Ta đang hỏi người nghiêm túc, kỳ vương điện hạ. Ánh mắt Mai Trường Tô chuyển sang nhìn làn khói đen bay lên từ khu nhà đổ nát bên cạnh. Xưa này ta vẫn ngưỡng mộ, cũng từng nghĩ tới chuyện kiến công lập nghiệp dưới chướng kỳ vương, chỉ tiếc. Nói đến đây, đột nhiên chàng dừng lại, đưa mắt ra hiệu rồi xoay người nhanh chóng rời đi. Tĩnh vương ngẩn người, quay lại nhìn về phía mai trường tô vừa ra hiệu, chỉ thấy có một viên quan tầm 37-38 tuổi, đang vất vả lên qua những chiếc lều đi gần tới, vừa đi vừa giơ tay, hành lễ chào tĩnh vương. Bái, bái kiến điện hạ, bởi vì người này hơi béo, nên lúc đi tới gần tĩnh vương đã bắt đầu thở dốc, chắp tay thì lễ. Thảm kịch như thế, may mà có điện hạ kịp thời ra mặt, hôm nay ta có việc phải đi ra ngoài, cho nên bây giờ mới đến được, Tiếp theo bộ hộ sẽ tiếp nhận công việc giải quyết hậu quả nhanh nhất có thể. Xin điện hạ yên tâm. Đều là lo cho bách tính, phân biệt bên này bên kia làm gì? Tịnh vương vừa, vừa mỉm cười trả lời vừa đưa mắt nhìn về hướng mai trường tô biến mất. Chàng nhìn thấy thẩm truy đến nên mới đi trước sau. Hắn không muốn để các quan viên chính trực mà mình đang kết giao phát hiện ra quan hệ giữa mình và hắn sao? Vừa rồi hình như vừa nhìn thấy điện hạ đang nói chuyện với người nào đó Là ai vậy? Sao lại đi rồi? Do bản thân có họ hàng với tôn thất Hơn nữa lại qua lại với tĩnh vương cũng rất hợp Quan hệ của hai người tương đối thoải mái Nên thẩm truy thuận miệng hỏi mà không hề suy nghĩ rằng Có nên hỏi hay không? Tĩnh vương thoáng trần trừ một lát Cuối cùng vẫn thản nhiên nói Người đó chính là Tô Chiết Nhất định ngươi đã nghe thấy tên hắn gần đây ở Kinh Thanh cũng xem như thanh danh hiển hách. À, thẩm truy nhón chân nhìn qua anh một hồi, đương nhiên không thể nhìn thấy gì cả. Đó chính là kỳ lân tài tử tiếng tăm vang dội sao? Đáng tiếc vừa rồi không nhìn thấy rõ hình dáng của hắn. Nghe nói dạo này hắn đang phục vụ dự vương điện hạ, tỉnh vương điện hạ cũng biết hắn à? Đâu chỉ là biết, hắn đã từng đến phủ của ta. Tỉnh vương hở hững nói, người này quả không hổ danh là tài tử. Kiến thức của hắn đều vượt qua người thường vài bậc, người luôn yêu tài, người luôn yêu tài. Sau này nếu có cơ hội gặp gỡ hắn thì nhất định cũng sẽ thích hắn lắm. Có điều không biết ngoài tài năng thì bụng dạ hắn thế nào. Thẩm Truy khuyên bảo thật tình, ngài nói người này tài trí chủ yếu dựa ở trên mặt quyền mưu cờ biến. Điện hạ qua lại với người như vậy thì phải chú ý phòng bị mới được. Được, ta sẽ cẩn thận. Tĩnh Vương gật đầu cũng không nói nhiều. Nhưng hắn tới nơi này làm gì? Thẩm truy nhìn quanh một lượt, chẳng lẽ đến thăm dò tình hình cho dự vương điện hạ? Người không biết vị tô tiên sinh này luôn luôn nắm rõ tình hình kinh thành như lòng bàn tay. Xảy ra động tĩnh lớn như vậy, hắn ta đến xem cũng không có gì lạ. Vẻ mặt tĩnh vương trở nên trầm chú. Người không cần tò mò về hắn vội, ngày mai chuyện này sẽ kinh động đến thánh thượng, người đã tính ra cần làm thế nào chưa? Thần sắc thẩm truy cũng trở nên nghiêm nghị, không có gì phải tính, có sao bẩm báo vậy là được. Ta đã xem xét rõ ràng sổ sách hàng năm của Lâu Chi Kính, sổ sách bí mật ghi lại lời lãi chia chác giữa ông ta và Thái tử Điện Hạ cũng đã nắm trong tay, không giấu Điện Hạ, hôm qua trong phủ ta còn xuất hiện thích khách. Tĩnh Vương có chút kinh hãi đưa tay tóm vai hắn, vậy ngươi có bị thương không? Thẩm Truy cảm động trong lòng vội cười nói, Ta từ nhỏ đã có phúc tướng, luôn gặp giữ hóa lành. Có điều gã thích khách đó lại vô cùng lợi hại. Đám hộ vệ võ công chẳng ra gì trong phủ ta, vốn không phải là đối thủ của hắn. May mà có một vị cao thủ, không biết từ nơi nào đến, đã giơ tay tương trợ. Nhưng sau khi đánh đuổi thích khách, thì vị cao thủ đó cũng đi luôn, cả danh tính cũng không để lại. Đến bây giờ ta cũng không biết là cao nhân phường nào. Ngươi có thấy rõ tướng mạo của người đó không? Người đó che mặt có điều mắt rất to, rất sáng, có vẻ rất trẻ. Thế còn sổ sách bí mật của Lâu Chi Kính? Sáng sớm hôm nay ta đã giao cho Huyền Kính Ti nhờ họ chỉnh lên Hoàng thượng. Chỉ cần bằng chứng không có việc gì thì bây giờ có chết ta cũng vô dụng. Thậm chí lạc quan cười. hả Cho nên là ta mới dám đi khắp nơi như vậy. <laughs> Người đừng sơ ý, ngay cả không diệt khẩu được thì trả thù cũng là hai chữ rất đáng sợ. Tĩnh Vương nghiêm mặt nói, bộ hậu bị lâu, bộ hộ bị lâu chi kính làm bê bối đến mức này, phải dựa vào ngươi để lập lại trật tự. Đây là việc lớn liên quan đến quốc kế dân sinh, trọng trách nặng nề như thế, nếu ngươi có gì bất chắc thì lấy ai thay được. Điện hạ coi trọng như thế, ta quả thật vô cùng cảm kích, thậm chí than thở, thân là bề tôi phục vụ xã tắc Tất nhiên không sợ gian nàn, ta không coi nhẹ tính mạng mình. Chỉ tiếc đại thế triều đình hiện nay là quyền mưu luồn cúi. Người thật lòng phục vụ triều đình khó mà ra mặt chỉ có điện hạ. Được rồi, tĩnh vương ngắt lời ông ta. Chúng ta không nói đến những chuyện này nữa. Đối với người mà nói trà rõ vụ án này vừa là công lớn vừa là căn nguyên của đại họa hộ vệ trong phủ ngươi lại yếu kém như vậy, ta thực sự không yên tâm. Nhưng đưa người của trong phủ ta đến cũng không thỏa đáng cho lắm. Không biết nếu ta đưa vài người từ bên ngoài đến thì ngươi có ngại không? Người yên tâm, nhất định đều là những hảo hán đáng tin cậy. Sao điện hạ lại nói vậy? Chẳng lẽ ta là người không biết phân biệt được tốt xấu hay sao? Thập truy cảm kinh tạ ơn, hai người lại trò chuyện vài câu. Sau đó vì có rất nhiều việc phải làm nên mới chia tay, tĩnh vương về phủ trước. Thậm chí thì mang theo thuộc hạ đến hiện trường tiếp tục xử lý hậu quả. Vụ nổ ở phường làm pháo trái phép để lại dư âm kinh người. Mặc dù phần có liên quan đến thái tử điện hạ bị ém nhẹ đi một chút. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Hoàng đế đại lương tức giận, lệnh thái tử rời vào cung khuê giáp để tự kiểm điểm lại mình, không cho phép tham dự việc triều chính. Bởi vì có gần 30 quan lại liên lụ Liên lụy đến vụ án này, cho nên thẩm truy chính thức được bổ nhiệm làm Thượng thư Bộ hộ, ngoài các sự vụ theo đúng chức trách, còn phụng chỉ điều chỉnh chế độ lương bổng để xóa bỏ các sơ hở hiện nay. Lần này, từ lúc sự kiện bùng nổ đến khi kết thúc chỉ trong khoảng thời gian 5 ngày, bởi vì bằng chứng xác thực ngay chính bản thân thái tử cũng khó chối cãi Các triều thần khác đương nhiên cũng không tìm được lý do biện hộ cho hắn Ngoài Việt Phi tại hậu cung khóc lóc nỉ non một hồi Không ai dám đứng ra cầu xin cho thái tử Có điều trong quá trình xử lý vụ này Mọi người lại để ý đến thái độ của một người Đó chính là dự vương, tử thù của thái tử Theo lý mà nói thì hắn phải là người vui vẻ nhất Khi thấy thái tử ngã đau như vậy Không đuổi theo cắn thêm mấy miếng quả thực tình là không hợp với tính tình thường ngày của hắn. Nhưng mà khiến người ta kinh ngạc là lần này không biết hắn được ai chỉ điểm mà lại có thái độ khác thường, không những từ đầu đến cuối không nói một câu rộ đổ bìm leo mà thậm chí còn câu thúc các phe quan lại phía phe mình không nên xuất hiện việc nhân cơ hội tấn công thái tử ở trên triều đình. Sự sáng suốt của hắn nằm ở chỗ đã làm cho vụ án này có vẻ hoàn toàn không liên quan đến chuyện tranh chấp về cánh. Tất cả đều là thái tử tự làm chuyện xấu. Cũng vì vậy mà Hoàng đế Đại Lương không nghi ngờ dự vương có động tay động chân trong vụ này. Tất cả lửa giận đều trút lên đầu thái tử. Chiều thức này rốt cục là ai dạy cho hắn? Mọi người chỉ có thể đoán mò, rất ít người biết rằng trong ngày thái tử chuyển chỗ ở, Dự vương mừng rỡ đích thần chọn lựa rất nhiều quả cáp sai người đưa đến phủ tù chiết, mặc dù sau đó người ta cũng không nhận số quả này. Vụ án làm pháo trái phép đáng ghê tởm này làm cho tâm tình Hoàng đế Đại Lương trở nên vô cùng tồi tệ, đồng thời cũng khiến ông ta đã quá hòa giáp này thực sự mệt mỏi. Vì vậy đến cuối tháng, mong chí phục mệnh thỉnh tội, nói mình không thể tra được vụ nội án vụ án nội giám bị giết đúng kỳ hạn, hoàng đế cũng không còn tâm tư quát mắng, chỉ phạt bổng bà tháng, lại thay đổi hai phó thống lĩnh cấm quân rồi bỏ qua không nhắc đến việc này nữa. Tĩnh Vương quả nhiên bị bộ binh lên án dùng quân nhu sai mục đích mà không kịp thời bẩm báo. Một ngày sau khi dương sớ thỉnh tội, Tân Thượng Thư Bộ Hộ Thẩm Truy có một bài diễn thuyết rào rạt cảm xúc giữa triều đình cầm vẫn biện hộ cho Tĩnh Vương tiêu cảnh diễm mặc dù là người ngang bướng nhưng lại luôn luôn thấp điệu luôn luôn khiêm tốn những biểu hiện gần đây lại rất tốt ngày càng được nhiều người trong triều đình có thiện cảm với chàng hơn cũng vì phụ tử hai người đã nhiều năm không nhắc tới chuyện xưa nên ngay cả hoàng đế đại lương cũng dần dần không còn ghét chàng như trước nữa trong chuyện này, Hoàng đế Đại Lương cho rằng Tĩnh Vương không có lỗi gì lớn, không những không dám tội mà còn khen chàng một câu, uhm, xử lý quyết đoán, thật biết chia sẻ với triều ninh. Sau đó lệnh cho chàng bổ sung một số công văn bẩm báo cho đúng quy định. Bộ bình không nắm được hướng gió, không những vài ngập bổ hòn làm ngọt, mà còn để đối phương được lợi lớn, vẻ cánh thái tử vì vậy càng họa vô đơn chí rộng đổ bỉm leo sau tiết xuân phân thời tiết mỗi ngày một ấm áp hơi ấm xuân bao bọc cây cối đạo hạnh đào hạnh ngoài thành đã đâm chồi thảm cỏ dần chuyển sang xanh mướt một số người nóng vội đã cởi áo bông nặng nề đi ra ngoài đạp thanh tiêu cảnh duệ và ngôn dự tân cũng tới nhà hẹn mấy lần nhưng mai trưởng tô vẫn sợ lạnh không muốn đi ra ngoài nên hai người bọn họ đành phải đi dù ngoạn trước Nói đến phong cảnh đẹp thì Kim Lăng có rất nhiều, trong đó thích hợp nhất để đi du xuân là bờ đề liễu rủ quanh hồ Phủ Tiên, sườn dốc hoa lê ở chân núi Vạn Du và vườn đào ở trấn Hải Thập. Ba nơi thắng cảnh này đều nằm ở phía nam Kinh Thành, vì vậy trên đường cái từ cổng thành Nam đi ra hết sức náo nhiệt thậm chí hai bên đường còn họp chợ tạm bán các đồ quả bánh ăn vặt nước trà và các loại đồ chơi làm bằng tay khách khứa tấp nập làm ăn rất tốt trên đường đạp thanh về về thành tiêu cảnh duệ phát hiện một bộ búp bê bằng sứ mũm mĩm cảm thấy mỗi con đều có một vẻ ngây thơ đáng yêu khác nhau định mua về tặng muội muội đào muộn phiền đợi đến ngày sinh nở ở nhà chủ quán vội dùng giấy bản bọc từng con búp bê lại bỏ vào trong hộp nguồn dự tân khát nước không kiên nhẫn chờ đợi một mình đi sang quán trà ở gần đó ngồi uống trà một lát sau, tiểu cảnh duệ sách chiếc hộp đựng búp bê đi tới, cẩn thận đặt lên bàn rồi mới ngồi xuống, cũng rót một bát trà, chậm rãi uống. Ngôn dự tân nhìn cái hộp, chống cằm cười nói, khởi tỷ... Thì... Thích chứ, mấy con búp bê này đáng yêu như vậy, ngày cả ta cũng thích. Tiểu khởi nhất định sẽ thích. Ngươi đúng là một cả cả tốt, ra ngoài đạp thanh cũng không quên muội muội. Ngày mai tạ tự phải về thư viện rồi, người không mua thứ gì cho hắn tạ. Nó thích đồ ngọc, ta đã chọn được một món ở kỳ linh trai, bảo họ đưa thẳng về phủ rồi, có lẽ bây giờ đã được đưa tới tay nó. Ngôn dự tân tặc lưỡi nói, đúng là không thể tìm được khuyết điểm của ngươi, thực ra ngươi rất muốn tạ tự ở nhà đến sau sinh nhật ngươi rồi mới đi đúng không? Tam đệ coi trọng việc học hành là đúng, huống hồ cũng chỉ đi có mấy năm. Tiêu cảnh duệ cười, liếc ngôn dự tân, người muốn giữ nó lại để ức hiếp nó cho vui có đúng không? <laughs> hắn học hành mũ mị cả đầu, sắc mùi hổ nhỏ xem thưởng cái này, xem thưởng cái kia, tà mà không ức hiếp thì hắn sẽ đần người ra đây. Yeah, hắn hiền mà hiền lành phúc hậu được một nửa người thì tốt. Ba huynh đệ nhà ta tính tình khác nhau, cả ba đều giống nhau thì mới là kỳ quái. Tiêu cảnh dậy cầm mấm trà rót thêm cho ngôn dự tân. Ngươi khát lắm cơ mà, uống nhanh lên, nó không phải là đệ đệ của ngươi, người sốt ruột làm gì. Ngôn dự tân vỗ vỗ vào vai hảo bảo hữu, hắn không phải, ngươi mới là huynh đệ của ta, nếu sau này hắn không có tiền đổ thì người cần bận tâm nhất là ngươi. Tạ tứ mà không có tiền đồ, cảnh dậy bật cười nói. em là, nó là người có tiền đồ nhất đi. Trong ba huynh đệ nhà ta, người không có tiền đồ nhất chính là ta. Vằn thì rốt, võ thì nát, cung không có lòng theo đường làm quan. Có lẽ cả đời này chỉ sống vô vị, không thể làm dạng dỡ cho nhà họ tạ. Bảo nhãn công tử lại đột nhiên có nói chuyện khiêm nhường như vậy. Người muốn dụ dỗ để ta khen ngợi ngươi có đúng không? ngôn dự tân nhếch miệng hey. trước kia tranh hư diền giang hổ quả thật là ta đã cố gắng hết sức bây giờ ta chỉ muốn yên tĩnh an bình không còn vấn chấn tinh thần như trước bảng công tử sang năm nhất định sẽ không có tên ta có tên ngươi hay không cũng chẳng sao chỉ cần có tên ta là được ta vẫn thích hư danh <laughs> nghe rất quách Tiêu cảnh dậy không nhịn được bật cười, đang định châm chọc hắn vài câu, thì người ngồi bên cạnh đứng dậy, chiếc tay như nải rất to, đeo trên lưng quệt vào hộp bút bê, suýt thì rời vỡ. May mà hắn ta nhành tay nhành mắt đỡ được, suýt xoa hai tiếng, mày quá, mày quá. Chẳng phải chỉ là mấy con búp bê thôi sao, người kia thiếu gì, vỡ thì mua bộ khác, ngươi làm gì mà căng thẳng như vậy. Chỉ còn một bộ cuối cùng này, vỡ rồi thì mua sao được nữa, Tiêu cảnh duệ cẩn thận đặt cái hộp sang chỗ khác an toàn hơn. Dạo này tâm tình của Tiểu Khởi vẫn không tốt. Ta mong rằng những con búp bê này sẽ làm cho nó vui hơn một chút. Tâm tình vẫn không tốt. Ánh mắt ngôn dự tân sâu lắng hơn. Là là vì bệnh của thanh giao huynh à? Đúng vậy. Tiêu cảnh duệ thở dài một tiếng. <tôi> tháng trước à, thanh giao đại ca đột nhiên phát bệnh, dưỡng bệnh đến giờ mới hơi đỡ hơn. Mặc dù mọi người đều khuyên là không nên lo lắng, đại ca sẽ không có việc gì, nhưng mà tiểu khởi vẫn khó tránh khỏi lò nghĩ. Rốt cục thì thanh giao huynh mắc bệnh gì? Tả nhớ hôm trước còn thấy huynh ấy khỏe mạnh, hôm sau đã nghe nói bệnh rất nặng rồi. Đại phu nói là chứng bệnh khí huyết ngưng trệ, điều trị cẩn thận là sẽ ổn. Ngôn dự tân nhìn hắn, nhìn chàng chăm chú, bật ra hai chữ, ngươi tin. Tiêu cảnh duệ ngẩn ra, ý ngươi là gì? Chứng khí huyết ngưng trệ, nụ cười của ngôn dự tân làm người ta không hiểu. Ta đã thăm thanh giao huynh mấy lần rồi, nói thật ra, chỉ có một mình ngươi là không nghi ngờ. Huynh đệ nhà mình thì nghi ngờ cái gì? Nghi ngờ thanh giao đại ca giả bệnh à? Ngôn dự tân tức giận nhìn chàng ta, không còn vòng vo nữa mà nói ảnh duệ, đó không phải là bệnh mà đó là bị thương. Hết chương thứ 77.